Xin chào các bạn. Hôm nay rảnh rảnh ở nhà là lang thang lại có món mới đây các bạn. Đây là tôi đố bạn biết đây là cái gì? Nhìn như cao su nhỉ. Nhãng nhàng nhàng cao su. Đây là cái da bò các bạn nhé. Đây là da bò. Đấy. Tôi đã rửa sạch rồi. Bây giờ da bò này bây giờ là chúng ta sẽ mang đi để luộc. Lúc nãy tôi nướng, tôi rửa sạch rồi, bây giờ mang đi luộc lại nè. Đấy, mang đi luộc cho chín đi. Sau đó, trong khi mà chờ đợi da bò được luộc chín ý, thì chúng ta sẽ đi thái hoa chuối. Hoa chuối đây, ta lấy một cái, là một cái là đủ cho bữa cơm gia đình rồi. Bóc bỏ cái phần hoa già này đi. Trời đang mưa to, ngoài kia đang mưa to lắm các bạn. Đây thì tranh thủ nhà làm cái món ăn này cho gia đình. Bóc hoa chuối ra, sau đó chúng ta thái. Thái hoa chuối chúng ta ngâm vào nước muối với lại chanh hoặc là giấm để cho hoa chuối được trắng các bạn nhé. Đây chúng ta bóc phần hoa chuối đi và thái từ phần phía dưới thái lên. Lên đến phần trên thì chúng ta sẽ bỏ đi. Hoa chuối chúng ta thái càng mỏng thì càng tốt. Da bò sau khi các bạn luộc xong ấy, thì các bạn cho vào nước đá, các bạn ngâm sau đó là các bạn vớt ra để ráo như thế này, nó sẽ cứng như thế này các bạn nhé. Đấy thì nó sẽ giòn, còn nếu các bạn không ngâm vào nước đá thì nó sẽ có thể là nó vẫn giòn nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ mềm hơn, thì tốt nhất là các bạn cứ ngâm vào nước đá thì nó sẽ giòn hơn. Đấy, sau đó này chúng ta sẽ đi thái mỏng. Da bò này thì chúng ta cần thái một con dao thật sắc, sau đó là chúng ta sẽ thái thật mỏng các bạn nhé. Thái càng mỏng thì cái da chúng ta làm khi chúng ta bóp nộm ấy, thì nó sẽ càng mềm và càng giòn, chứ thái nhỏ quá thì thái dày thì nó sẽ cứng. Đây các bạn này, sau khi thái xong này, chúng ta sẽ được cái da bò nó mỏng như thế này này. Đó, rất là mỏng luôn. Tôi thái vẫn hơi dày một chút nhưng mà da nó dai lắm, khó thái nên là thái ở mức độ thôi. Tôi cố gắng để mà thái thôi. Nhưng mà ăn cái món này thì cũng khá hấp dẫn. Thì thôi để tôi tiếp tục thái nốt nhé, sau đó là tôi sẽ tiếp tục chế biến các bước tiếp theo. Đây, da bò sau khi mà các bạn thái mỏng như thế này nhé, thì chúng ta sẽ cho vào đây cái nước măng chua, cái nước măng chua mà hôm trước tôi ngâm măng ấy, chúng ta sẽ cho vào để ngâm trong vòng khoảng tầm 5 phút.
Sau đó là sau khi ngâm xong cái nước măng này thì chúng ta sẽ chắt, chúng ta sẽ mang ra rổ và để cho khô, đổ ra rổ để cho nó khô nước, khô hết nước đi. Sau đó chúng ta sẽ đi chế biến tiếp. Bây giờ là chúng ta sẽ đi trộn nộm nha các bạn. Ở đây có tỏi này, tỏi băm nhỏ này, đường này, chanh tươi, lạc sang giã nhỏ, rau thơm, các loại rau thơm với lại lá chanh. Đây, hoa chuối đây, lúc nãy tôi vớt ra và để khô ráo nước vào đây các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trộn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ pha cái hỗn hợp gia vị trước. Tôi sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng nước mắm. Hai muỗng đường. Sau đó ta vắt chanh vào. Vắt chanh và gạn bỏ hạt đi, lát nữa ăn vào cái hạt nó đắng các bạn nhé. Chúng ta sẽ trộn cái hỗn hợp gia vị này lên. Tôi cũng như các video khác thì tôi thường là tôi thích ăn cay, nhưng mà vì có trẻ con nên là tôi vẫn như thường lệ là tôi sẽ không cho ớt. Và ớt thì tôi sẽ pha vào nước chấm. Đấy, sau khi pha được cái gia vị xong thì chúng ta sẽ trộn phần nộm này lên, cho da bò vào đây. Các bạn nhìn thấy da bò này sau khi ngâm vào cái nước măng chua mà lúc nãy ngâm ấy thì nó trắng tinh như này các bạn, nó trắng như này đấy và nó mềm ra. Đó. Sau đó chúng ta cho cái hỗn hợp gia vị vào, chúng ta sẽ trộn đều lên. Có thể là chúng ta sẽ phải nêm nếm lại gia vị, bởi vì là chúng ta thử ở bên ngoài thì nó có thể là vừa vặn, nhưng khi chúng ta trộn đây vì cái lượng mà hoa chuối với lại da bò nó nhiều, cho nên là có thể nó sẽ không vừa ngay được. Trộn lên như thế này, sau đó là các bạn nếm thử. Nếu thấy ra gia vị vừa ăn thì là được các bạn nhé. Sau đó chúng ta sẽ cho rau thơm vào, trộn đều lên, cho 1/2 số lạc này cho vào trước, còn lại một nửa chúng ta nát nữa thì chúng ta cho lên đĩa, thì chúng ta sẽ bày lên phía trên. Mít
Em mày thử cho anh xem vừa chưa cái. Không, không tự tin vào miệng của mình lắm. Chuẩn là bò tưởng chỉ để làm áo bò là bò rồi mang ăn chuẩn vị ngon ok đó. Bây giờ chúng ta sẽ bày ra đĩa ngon nhỉ, có thân tay lận. Như vậy là tôi đã hoàn thiện xong cái món nộm da bò đây, miếng đây các bạn nhìn này. Đó, da bò nó trắng như thế này và không có mùi, rất là thơm. Như vậy là tôi đã hoàn thiện xong món nộm da bò này các bạn. Đó, các bạn nhìn này, da bò nó trắng và trong như thế này. Đấy, rất là thơm các bạn nhé. Đây, đó, các bạn nhìn em, nó rất là thơm, vị chua vị ngọt vừa phải. Tôi hôm nay tôi không tự tin vào miệng của mình cho nên là tôi phải nhờ bà xã tôi thử cho tôi và vừa vặn rồi. Đó, các bạn nhìn em, hấp dẫn không? Ngon. Da bò rất là giòn. Đấy. Da bò rất là giòn và ngậy ngậy. Đấy. Rồi, vị béo của lạc, vị thơm của rau thơm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu các bạn thấy rằng video của tôi hay thì các bạn có thể comment, like và chia sẻ giúp tôi. Điều thứ hai nữa là các bạn đăng ký để theo dõi những cái video tiếp theo của tôi. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.